Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 8 tháng 5 năm 2023 với đề tài đó là giúp nhau xây dựng hôn nhân. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Cảm ơn Chúa, sau một ngày làm việc, chúng con lại được ngồi lại và cùng học lời của Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, xin dẫn dắt chúng con. Xin cho chúng con hiểu được điều mà Chúa muốn dạy chúng con. Và xin giúp chúng con để chúng con có thể làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta học đó là trong Roma đoạn 15 câu 1 đến câu 7. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Dạ, chúng ta cùng đọc phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phaolô khuyên người mạnh cần phải làm gì cho người yếu? Nguyên tắc này áp dụng trong hôn nhân như thế nào? Vợ chồng bạn đang giúp nhau thế nào để hôn nhân của bạn hoàn thiện và giống Chúa hơn? Sứ đồ Phaolô đưa ra một nguyên tắc chung cần có trong hội thánh là chúng ta phải là kẻ mạnh thì phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình như trong câu 1. Nguyên tắc này cũng rất cần thiết để áp dụng trong hôn nhân. Ngay từ buổi ban đầu khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời đã khẳng định loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Chúa biết ông Adam có những hạn chế và cần người giúp đỡ, nên Ngài dựng nên bà Eva ở bên cạnh ông. Hôn nhân được Chúa thiết lập giữa người nam và người nữ để bổ sung, giúp đỡ và gây dựng lẫn nhau, giúp cho hôn nhân được hoàn thiện và hạnh phúc. Sứ đồ Phaolô dạy mỗi người trong chúng ta không chỉ biết làm vừa lòng mình, nhưng còn làm vừa lòng người lân cận để giúp ích và gây dựng lẫn nhau. Câu 1 và câu 2. Ông cử nêu lên chúng ta về tấm gương tuyệt vời của Chúa Giêsu khi Ngài làm vừa lòng chính mình mà sẵn sàng chịu nhục mạ để cứu nhân loại như trong câu 3 và câu 4. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống hòa hợp với nhau để cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Cha trong câu 5 và câu 6. Nguyên tắc giúp đỡ và bổ sung cho nhau là nguyên tắc quan trọng để xây dựng hôn nhân bền vững. Vợ và chồng là hai con người khác nhau, hai cá nhân riêng biệt. Cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo hình ảnh của người kia. Vì thế, khi bước vào hôn nhân sẽ có rất là nhiều điều khác biệt, có khi là hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi, trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 6 phần A. Cả hai phải giúp nhau để trở nên hòa hợp về cả tâm linh, thể xác và tinh thần. Để làm được điều này, chúng ta cần noi theo gương Chúa Giêsu và áp dụng những nguyên tắc sứ đồ Phaolô vừa dạy ở đây. Hai vợ chồng cần phải tiếp nhau, nghĩa là chấp nhận nhau như chính Chúa đã chấp nhận mình, cả ưu lẫn khuyết điểm như trong câu 7. Mỗi người với những ưu điểm riêng sẽ bổ sung và giúp đỡ những khiếm khuyết của người kia. Cả hai cùng giúp nhau trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và giống Chúa hơn mỗi ngày.
Hãy cảm tạ Chúa về những điều khác nhau giữa bạn và người phối ngẫu. Xin Chúa giúp vợ chồng hiểu nhau, chấp nhận nhau và dùng những điểm khác nhau để cùng xây dựng hôn nhân trở nên thích thú và đặc biệt. Dạ, cảm ơn Chúa. Với phần Kinh Thánh, tuy rằng là lúc mà lại đọc cái phần Kinh Thánh thì lại không có hình dung được việc mà bài học nói về cái sự nâng đỡ của hai vợ chồng trong giúp nhau xây dựng hôn nhân. Tuy nhiên qua việc các mục sư đã phân tích thì chúng ta thấy rằng là người chồng là một người mạnh mẽ, phải là người giúp đỡ cho vợ là người kém sức hơn hay là yếu đuối hơn. Cảm ơn Chúa, đó là một bài học mà chúng ta nhìn thấy. Ở đây lại thấy một cái điều mà lại muốn chúng ta sẽ học nha. Ở đây thì lại thấy lúc nãy đó là ở trong cái phần này của chúng ta, hai vợ chồng cần phải tiếp nhau, nghĩa là chấp nhận nhau như chính Chúa đã chấp nhận mình cả ưu lẫn khuyết điểm. Ở bên ngoài đó lại thường hay nói vui với cô chú anh chị em ở trong nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương đó, là bên ngoài người ta nói là thương nhau thì trái ấu nó cũng tròn, ghét nhau thì trái bò hò nó cũng méo. Là nhớ có một bạn không hiểu câu này, hỏi thì sao không hiểu, không biết trái ấu là sao nha. Rồi khi được có dịp đi xuống miền Tây, xuống tự nhiên lại quên, xuống dưới miền Tây đó thì được đãi cái trái ấu. Lúc đó mới phát hiện, ủa trái ấu nó xấu như vậy đó hả? Nha, trái ấu nó rất là nhiều cái cạnh, nói chung nó không thể nào gọi cái trái ấu là tròn được. Nhưng mà ở bên ngoài thì người ta nói là thương nhau trái ấu nó cũng tròn, ghét nhau trái bò hòn nó cũng méo. Mình nói cái khía cạnh thương nhau đi, trái ấu nó cũng tròn. Nhưng mà lại thì thường nói với anh em không có giống như vậy. Bởi vì nếu như mình á, mình mà thương nhau đó mà trái ấu nó cũng tròn đó, thì giống như là có cái gì đó nó không có thật đối với lại nha. Mà lại thường nói với cô chú anh chị em đó là thương nhau trái ấu cũng thương, thương nhau trái ấu cũng thương. Có nghĩa là trái ấu nó vẫn là trái ấu, chứ không phải thương nhau rồi mình gọi là hoàn thiện hóa cái người đó bằng cách giả dối, bịt mắt lại. Có một cái câu chuyện rất là vui, đó là cái ông đó, ông làm thầy thuốc, ông điều trị cho biết bao nhiêu người, nhưng mà cuối cùng đó là vợ của ông có một cái mùi hôi. Trong lịch sử Trung Quốc thì bây giờ ông có một cái mùi hôi, và ông thì không có, coi như là không có điều trị được cho vợ của mình. Và cuối cùng người ta hỏi ổng thì ổng cũng nói rằng ổng cũng có một cái bệnh mà ổng cũng không có muốn chữa. Thì cuối cùng người ta mới biết đó là cái bệnh ổng là ổng không có ngửi được mùi. Ổng không có chữa cho ổng, bởi vì ổng nói rằng nếu mà ổng ngửi được mùi thì ổng không thể nào chấp nhận vợ của ổng. Đó, thì câu chuyện đó chỉ là vui mà thôi. Nhưng mà ở đây lại muốn nói, ở trong Chúa chúng ta đó, mình nên xin Chúa cho mình làm sao đó mà mình sống ở trong hội thánh Chúa, trong gần gũi với anh em của mình thương bằng tình yêu thương của Chúa đó, thương nhau trái ấu nó cũng thương. Dù là trái ấu xấu như vậy đó vẫn thương. Có nghĩa là gì? Thương và chấp nhận khuyết điểm của một trái ấu. Nó không thể tròn, nó là trái ấu thì nó không thể tròn, nhưng tôi thương thì tôi thương cả cái khuyết điểm như vậy. Có nhiều người nói với lại, sao thấy ở trong nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương người này nói, muốn nói ý gì nói, muốn học sao học, lợi dễ quá, không bao giờ thấy lợi góp ý kiến, lại phải chỉnh, phải sửa, phải thế này thế kia. Lại nói rằng Chúa ở trên, Chúa nhìn xuống á, Chúa thấy mình cũng giống như vậy, nhưng mà Chúa rất là thương. Chúa nhìn xuống, Chúa thấy mình mãi lo làm việc của mình cũng gọi là cứng đầu, cũng ương ngạnh, rồi cũng rất là nhiều lỗi lầm phải nói, nhưng mà Chúa thương. Rồi lại nói giống như bây giờ cô chú anh chị em ở trong gia đình mình, có anh chị em hay là có con cái đó, có nhiều đứa nó cũng có những cái khuyết tật, ví dụ nó nói ngọng,
Có những đứa nó chậm, không có làm nhanh được như người ta. Rồi có những đứa nó rất là giỏi, nhưng mà mình nhìn sao mình thương hết à. Ngay cả những cái đứa mà nó khiếm khuyết mình lại càng thương nữa. Hay là anh em của mình, những ai mà thiếu thốn hay yếu đuối hay là cần một cái phương gì đó thì mình thương hơn, phải không? Vậy thì ở trong Chúa, tại sao mình không thương yêu nhau bằng tình yêu thương như vậy? Có những người không thể chấp nhận được người khác, không có tình yêu thương được như vậy. Và ngay cả trong vợ chồng, bây giờ nói đến cái bài học ngày hôm nay, nói đến vợ chồng mình khó, phải không, với chú anh chị em? Bây giờ hai người khác nhau, bây giờ đến sống cùng với nhau, có những người yêu đương thì rất là nồng nàn, nhưng mà khi sống với nhau một tháng thì sau đó chia tay. Có những cái cặp đôi như vậy, là bởi vì khi yêu thì cố tạo ra gì đó nó đẹp đẽ, nhưng mà khi về thì phát hiện ra nhiều cái xấu và không chấp nhận được. Nhưng nếu là tình yêu thương thật của chú anh chị em, tình yêu thương đến từ Chúa, Chúa chấp nhận hết. Chúng ta ô nhơ giường nào, chúng ta phải nói không ra gì, nhưng Chúa đã yêu chúng ta và chấp nhận chúng ta, thương chúng ta đến nỗi đến thế gian này chịu bao nhiêu sỉ nhục, đau đớn, chịu chết trên thập tự giá chỉ để chuộc những con người tệ hại như chúng ta. Vậy thì mình còn có cái gì để mà mình chê anh em mình không? Mình là cái gì mà mình chê anh em mình? Bởi vì mình là một người nhơ nhớp, nhưng mà Chúa đã thương, Chúa đã chuộc mình, tẩy sạch mình ở trong huyết của Chúa Giêsu để mình trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vậy thì thương nhau, trái ấu cũng thương của Chúa nhé. Hãy tiếp nhau, nghĩa là chấp nhận nhau như chính Chúa đã chấp nhận mình, cả ưu lẫn khuyết điểm, như trong câu 7 và như trong bài học các đệ tử của Chúa đã sợ. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sống bổ sung cho nhau, yêu thương nhau và bù đắp cho nhau. Và đó là điều Chúa đẹp lòng khi chúng ta yêu nhau, vì Chúa nói hãy yêu nhau vì tại điều đó mà người ta nhận biết các ngươi là môn đồ ta, và hãy bắt đầu từ gia đình nhỏ bé của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đọc câu hỏi. Bạn có chấp nhận những khác biệt và sẵn sàng giúp đỡ, bổ sung cho nhau trong hôn nhân không? Hay là trong cái mối quan hệ trong gia đình, ngay cả anh chị em, mà mở rộng nữa, ở trong mối quan hệ, ở trong hội thánh, ở trong xã hội? Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho vợ chồng con luôn vì sự vinh hiển của Ngài mà chấp nhận nhau như chính Chúa đã chấp nhận chúng con. Xin dạy vợ chồng con biết giúp đỡ và bổ sung cho nhau để xây dựng hôn nhân bền vững trong Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị em, những người đang có một gia đình hạnh phúc, những người đang có những sự trục trặc đổ vỡ, những người chưa có gia đình. Chúa ơi, tất cả chúng con cần sự dẫn dắt của Chúa. Xin cho chúng con không nhìn nhau, không phê phán nhau, không chê trách nhau, không lên án nhau, nhưng chấp nhận những khiếm khuyết bởi tình yêu thương dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự. Cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con biết yêu nhau vì Chúa đã yêu chúng con trước. Vì chúng con phải giống như Chúa của chúng con. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, tình yêu từ Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa Thánh Linh thúc giục, nhắc nhở chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.